sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã có mặt tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc khánh hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can khám xét nơi làm việc của một số cán bộ thuộc trung tâm này Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can một số bị cáo của CDC Khánh Hòa liên quan đến việc mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 từ công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo đó, đơn vị này đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu không thực hiện công chứng làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng thể và cho đối với thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân thuộc CDC Khánh Hòa. Trong danh sách 10 người bị ngăn chặn chuyển dịch tài khoản có ông Huỳnh Văn Dõng là giám đốc của CDC Khánh Hòa.